Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MMU truyền kỳ.vn. Hôm nay mình sẽ up nốt hai món này cho nó lên full set rồng đen cộng 11 anh em nhá. Hiện tại mình up được set rồng đen cộng 11 lắc 45 này, cái này 44 thôi anh em nhá. Đang cố gắng cộng hưởng lên mà không được anh em ạ. Rất là khó khăn. Đấy. Còn hai món này thì thôi là ta full được set thần. Set này set Mahet. Đấy, tên nó như vậy thì mình đọc như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ up luôn anh em nhé, này không có gì làm event rồi, đấy làm event set này à, nhà không, không là cùng nhà thế này, nhà thế mà nó ế anh em ạ. Ai mua thì liên hệ Nam luôn nhá, nhắn tin vào Zalo đấy, 0744464 1. Bây giờ thì sẽ up luôn cái set này cho nó lên ngứa người lắm rồi anh em ạ, thế này chưa thử được cơ, ép lên 11 sau up cái dòng vàng thì ta mới test được đam, mới đi đánh nhau được. Bây giờ anh em tất cả ai cũng có dòng vàng hết rồi, ai cũng có dòng vàng hết là đam rất là thấm, là đam rất là trâu nhưng mà không không thấm cho lắm, nên mình cũng phải có dòng vàng 7 này. Ui xuống không rồi, không biết có lên được không anh em nhá, mình có mỗi 50B với là 100 viên S thôi, được thì được không được thì thôi, không được thì ta dùng cái set 5 này 6 này đồ thần ép rất là lên khó, lên rất là khó anh em nhá, nên cực kỳ khó luôn. 8 này, úi rồi ôi hỏng rồi, khó lắm anh em ạ. PS thì nó khá là đắt anh em ạ, không phải là rẻ đâu, mà tỷ lệ xịt thì khá là cao, drop đập lên cực kỳ khó luôn đấy. Đấy anh em thấy không, nó nhoảng tí cái hết, nghe có vẻ hơi rát đấy nhỉ, khả năng đập lên 9 thôi, biết lên là 9 không, 6 này. 7 này, chuyển map của anh em ạ. Hơi khó đấy. Đấy, lại xịt anh em ạ. Ôi dồi ôi, 40B của tôi hết sạch trong vòng 1 phút thôi anh em ạ. Hỏng rồi. Thất bại thảm hại rồi anh em ạ. Thất bại thảm hại rồi. 40B trong vòng 1 phút thôi anh em ạ. Thôi xong rồi. À, chẳng này tôi lại ném vào shop cho nó lành thôi anh em. Dùng món đồ thần này nó cũng vất vả lắm vì đập nó khó lên. 5 này 40B trong vòng có một 30 giây là hết sạch anh em nhá, ghê người thật anh em ạ, có tay rồi hỏng rồi, thất bại, chuẩn bị không kỳ lưỡng rồi, hết sạch BS anh em ạ. Mình nghĩ là 50B phải lên được món, đây trả lên được món nào giữa 8 này 9 này lên được món anh em, hết rồi, hỏng 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 hỏng, thì mua thêm ít nữa xem. Thế là lên được cái cuộn, nhưng mà cuộn này thì mới cộng 9 thôi, muốn đập lên 11 mà khó khăn hết B mất rồi anh em. Khó thế nhỉ. K này là hơi căng đấy. K này là hơi căng đấy anh em ạ. B360 này. Làm lấy 20 viên đi. Nhà có điều kiện này. Đấy, thêm 20 viên tổng cộng là cũng gần 100 viên đấy. Khó đúng không anh em? K này khó. K này là quá là khó luôn. 3 4 5 này 6 cố lên 7 coi, cố lên 9 coi nó đẹp đẹp đấy. Úi xồi ôi, Nam ơi là Nam ơi, này thất bại thảm hại rồi. 8 này, ui Nam ơi lên lót 6 lúc nãy đi, căng lắm anh em ạ. 40B 20S lên được món anh em nha, 40B và 20S nhọn nồi thật đấy. 8 này, ui xịt kìa, có đùa đâu, mình dạo này mình đập đồ rồi mình chơi cái gì nó cũng đen, nó khó chịu lắm nhưng mà cực kỳ tức luôn này, dạo này chơi cái gì cũng xịt đấy nhiều ạ, sóc đĩa thì thua sóc đĩa, lô đề thì thua lô đề các kiểu ấy. Vẫn hỏng 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 má, đụng vào cái gì nó đen cái đó nhưng mà căng căng quá này thì đỡ rồi. Ăn thua nhiều ạ. Món này khả năng phải nghiên cứu lại thôi. Mà mấy ông bán VS ở đâu mà ông trên lắm thế lại. Đánh trên ngọc luôn đấy. Có lên được không? Năm này, kén luôn anh em ạ, sợ thật. Hôm nay thật, nhìn anh em nhìn. Quá thật tình, tôi muốn ném vào shop ngay luôn anh em ạ. Đập nốt 10 viên này mà không lên được nhá.
Đập nốt đúng 10 viên này, nên ném vào xuống luôn. Hứa anh em 10 viên này không lên được là đáp đồ vào shop. 6 này, 7 này, 8 này, đúng 10 viên này không lên được đáp nguyên set dòng đen này vào shop. À quên hai món tài rồi thôi anh em. Đáp hết vào là không còn gì dùng đâu. 6 này. Sợ thật anh em ạ. 7 này. 8 này. 9 này, thất bại rồi anh em ạ. Thất bại rồi, để tặng anh em luôn. Tính như ném vào shop nhưng để tặng nó có ý nghĩa hơn anh em nhá. Làm event tặng anh em luôn. Hai món này này với cái linh hồn Gondo. Đấy, hai món này linh hồn Gondo. Với một con một cái kiếm này đi. À, thật tình. Kiếm 20 em nhá. Hỏa tinh kiếm đấy đập bao nhiêu không lên được anh em ạ. Hỏa tinh kiếm 20. Đấy anh em nào chơi thì dự đoán kết quả vào ngày mai đó, ngày mùng 7 tháng 1. Dự đoán kết quả hai số cuối giải đặc biệt đấy nhá, xổ số miền Bắc đấy. Chúc anh em may mắn, mình thì đen quá rồi, mình như này là không gọi là gì là may mắn nữa rồi. Đây với một hộp nguyên liệu này, hộp nguyên liệu thì ném ra nguyên liệu 2.5 mọi người nhá. Đấy kén luôn này, tự thể rồi kén hai món này rồi này. Đầu tiên 40B xong mua thêm 50B là 90B, 90B anh em ạ. À, dã man thật, căng quá. Ok bây giờ video của mình kết thúc tại đây thôi anh em. Anh em ủng hộ một like và đăng ký kênh nha. Trời ơi, bye bye.